Xin chào các bạn, mình đang ở chợ Viềng Nam Giang, Nam Trực. Đây là khu chợ Viềng, dòng chợ Viềng cổ, chuyên mua đồ cổ. Nay phải đeo khẩu trang để phòng chống bệnh. Đây quang cảnh xung quanh đông lắm. Đông lắm. Rất nhiều đồ nhá, đây là đồ của anh em kìa. Mấy bạn người nó còn nghỉ, nó còn mai, còn đang nữa. Đây là Toby. Toby. Đi đây, đi thẳng ra đây mà. Sắp thôi. Tầm này thôi. Rất đông. Để chen vào trong chùa thì rất là lâu. Đây toàn người với người, đồ với đồ thôi. À. Năm ngoái đi mua cái dây đồng hồ con hai pet. Vâng, đồng hồ của nó làm, nó gạc cổ rồi, nó dây đeo treo ấy. Nên là xem treo ấy. Đông luôn. Mười ngàn một túi thơm xá xỉ. Giống sư gửi công cụ. Chung là cảm giác so sánh giữa chợ Nam Giang với Nam Trực so với chợ Viềng Phủ thì chợ này vẫn hay hơn. Rồi đến con chùa rồi. Rồi hẹn về đi đây em ngồi chơi thôi. Rồi mình đã chèn vào trong chùa rồi. Hôm nay phải chơi cái món này. Bắt phải đeo. Rồi bắt đầu cỏ hồi xưa rồi.
anh gửi mẫu ảnh cho mọi người. Đây là cái đấy. Đây là tiền. Chú thật là ngon hơn chứ. Đây là các bạn gái. Các loại. Gọi 100 loại 200 cứ thế đấy. Không có mua cái bô rồi. Cái này cái mà đúng của tôi ờ kiểu đấy nó dập đấy ra đấy nó đúng là nó đâu đi đâu không tìm đâu đây của tôi này cứ đi trong hẹn nhau ở đó bây giờ đi vài lượt có đi một vòng. Đam mê thôi.
nước ngoài nó thải. Thải hết rồi, nó có nhiễm bệnh đầy hết rồi. Nhiễm bệnh đầy rồi, cái này phải. Thank you.